Xin chào các bạn. Hiện nay thì về nhu cầu chơi nhạc và xem phim trên di động ngày càng nhiều. Chúng ta có các thiết bị di động màn hình cực kỳ lớn, 5 inch, 6 inch, 7 inch, 8 inch đều có. Ngoài ra thiết bị di động thì còn được trang bị thêm những công nghệ âm thanh như Sony có công nghệ xCloud ClearFace. Còn HTC họ còn có cả công nghệ âm thanh Beats Audio. Vậy thì nếu mà chỉ thưởng thức âm nhạc thông qua những cái loa di động thì có lẽ chúng ta sẽ không cảm nhận được hết cái hay của nó. Hôm nay Sevenet xin giới thiệu các bạn một số phụ kiện loa di động có mức giá khá là dễ chịu dành cho người tiêu dùng hiện nay trên thị trường. Cái mức giá hôm nay chúng ta sẽ rơi vào những cái thiết bị có mức giá dưới 1,5 triệu đồng. Ở đây chúng ta có bộ loa của JBL. Đây là một hãng loa khá là danh tiếng tại Việt Nam và trên thế giới. Các bạn nếu mà để ý tại những cái concert rồi những cái chương trình nhạc thì chúng ta đều thấy cái hãng loa này họ làm loa thùng rất là nổi tiếng và được sử dụng rất là nhiều. Thì họ đây sản xuất cả cái loa dành cho di động luôn. Chúng ta đầu tiên mình sẽ thử về một cái loại loa bé gọi là JBL On Tour Micro. Mình sẽ cung cấp cho các bạn một số thông tin về cái loa này. Đây là loại loa sử dụng cái cổng âm thanh 3.5mm là cổng chuẩn hiện nay. Các bạn thấy là đây cái jack 3.5mm hầu như thiết bị di động nào, máy nghe nhạc, máy tính bảng đều có. Nó công suất là 2.2W và giải tần của nó là từ 20 cho đến 150Hz. Và mình sẽ mở cái hộp của cái loa này ra. Hiện nay cái loa này nó có 3 màu gồm màu đen, màu trắng và màu đỏ. Thì các bạn có thể thấy là cái màu đỏ này nó có viền bên trong màu vàng, nhìn rất giống màu của anh Iron Man. Về cái loa chúng ta sẽ có một phía sau có một cái jack cắm trên cái nối 3.5mm. Các bạn để tháo nó ra và nó dây nó cũng không dài cho lắm. Chúng ta có một cái cổng sạc có công tắc bật tắt này, có phím tăng giảm âm lượng và cái này chúng ta sẽ xoay chứ không phải là bấm dấu cộng. Và cái này xoay nó sẽ nhanh chóng hơn rất là nhiều so với việc các bạn bấm tăng giảm âm lượng trên điện thoại di động của chúng ta. Và mình sẽ thử kết nối với lại một thiết bị. Bên dưới này sẽ có một cái đèn báo, khi các bạn bấm on lên thì nó sẽ có đèn xanh báo ở đây. Mình sẽ thử với chiếc HTC của chúng ta. Ở đây mình đã bật công nghệ âm thanh Beats Audio. Về cái loa On Tour này thì bên trong máy khi các bạn mua sẽ có một cái túi để các bạn có thể đựng được cái loa của chúng ta vào trong đây. Ngoài ra trong cái hộp phụ kiện của nó sẽ có một cái cáp kết nối với lại PC. Các bạn có thể cắm cái này để chúng ta có thể sạc cho máy thông qua cái cổng phía sau. Và chúng ta có thể sử dụng luôn là cả cái sạc điện thoại cũng được. Và tại sao? Ở đây bên này các bạn có thấy là nó còn có một cái cổng jack cắm 3.5mm khác. Và trên thân của loa chúng ta sẽ có một cái cổng này có tác dụng làm gì? Thì cái dây của loa khá là ngắn, nên mà khi các bạn cắm sạc thì có thể là các bạn lôi cái này ra mà để cắm vào máy khác thì nó sẽ không với tới. Vì thế nên mà khi đó chúng ta có thể làm một việc là chúng ta vừa cắm vào đây, vừa cắm sạc và đồng thời chúng ta có thể cắm được suốt luôn cả nguồn, rất là tiện lợi. Ngoài ra cái thiết bị này có một điểm đặc biệt, khi mà các bạn cắm vào cái điện thoại của chúng ta nghe nhạc mà các bạn mà nghe loa ngoài xong rồi các bạn lại muốn chia sẻ cái âm thanh đấy với một người khác thì người ta cũng có thể nghe bằng tai nghe bằng cách người ta sẽ cắm một cái đầu còn lại. Như vậy là thông qua cái loa này chúng ta vừa từ một cái thiết bị di động chúng ta vừa có thể nghe qua loa ngoài và vừa có thể nghe qua tai nghe, và nó là cực kỳ độc đáo. Mình đang tưởng tượng là cái cảnh nếu mà chúng ta cắm hai cái loa On Tour này vào với nhau thì sẽ như thế nào. Ở đây mình sẽ có một cái loa On Tour khác. Và các bạn có thể thấy là nếu mà ở đây mình đã có hai cái loa On Tour mình đã cắm sang hai bên thì các bạn sẽ có một cái rạp tại gia, chúng ta có chế độ âm thanh vòm từ bên trái qua bên phải này, phải nói là cực kỳ là bá đạo. Thậm chí là nếu các bạn còn cần những cái loa còn lại chúng ta cắm vào nối thành một cái dàn trong nhà luôn, rất là hay. Rất là cái chiếc loa này hiện nay đang được phân phối chính hãng tại Sevenet với cái mức giá của nó là 980.000 Việt Nam đồng. Mình nghĩ là một mức giá rất là tuyệt vời. Đến một thiết bị loa, thứ nhất là nó nghe nhạc hay, nó không sử dụng mầm pin mà chúng ta sử dụng sạc, và nữa có thể kết nối được vừa với tai nghe và những cái loa khác. Và mình đang có cái loa Micro 2. Cái này cao hơn một chút so với cái loa On Tour này. Nó có mức giá là 1.050.000. Như vậy là chênh nhau chỉ khoảng có tầm gần 100.000 mà thôi. Và mình sẽ mở cái loa này ra. Ở đây thì chúng ta sẽ sạc chứ chúng ta sẽ không sử dụng pin. Nó có thể sử dụng lên tới 5 tiếng liền sau khi sạc đầy, sử dụng cáp kết nối 3.5mm. Và nó có công nghệ âm thanh bass sẽ tạo ra sống động và hay hơn rất là nhiều so với cái loa On Tour này. Mình sẽ thử mở nó ra. Và chúng ta đang có cái loa Micro 2 đây. Phiên bản của nó là màu trắng. Hiện nay nó có 3 màu, cũng là đen, trắng và màu da cam. Màu da cam thì xung quanh cũng là màu trắng, nhưng mà cái viền này và cái cầm gạt của chúng ta xung quanh viền sẽ là màu da cam. Phía trước là biểu tượng JBL. Và các bạn để ý là nó hơi giống cái đồng hồ của Quýt mà ngày xưa chúng ta xem phim trường Hồng Kông, mấy cái anh ấy hay đeo và lôi ra xem giờ bật nắp ấy. Thì cái này nó không bật nắp được. Chúng ta sẽ có một cái điều khiển volume ở bên này, cũng là volume xoay chính nguồn. Các bạn chỉ cần bấm một lần là có thể khởi động được luôn. Chúng ta có cổng sạc, nó sử dụng cổng sạc micro USB tiêu chuẩn của di động, có thể dùng chung được với thiết bị smartphone của các bạn, khác với cái On Tour là sử dụng cái chân khác. Bên này có jack cắm tai nghe 3.5mm và như vậy là
chúng ta vẫn có thể là cắm thì cái loa này kết nối với những cái loa xung quanh, rất là tuyệt vời. Và đây là cái chân để chúng ta có thể kết nối với thiết bị di động. Trong cái hộp này đương nhiên là không thể thiếu cáp sạc của cái thiết bị của chúng ta. Nhìn thử với lại cái máy còn lại cho em. Về cái một số thông số của cái loa này, nó có công suất là 3W, cao hơn so với 2,2 của chiếc On Tour Micro kia. Nó có thời lượng pin là 5 giờ, giải tần là cũng tương tự nhau, 20 đến 150 Hz. Các bạn thấy là cái như vậy là cái loa của nó không có sự khác biệt cho lắm về cái giải tần. Tuy nhiên thì được có công nghệ, được trang bị thêm công nghệ âm thanh bass của JBL, nên cái thiết bị này nó sẽ nghe hay hơn so với lại cái chiếc On Tour kia. Và cuối cùng là cái chiếc Micro Wireless. Có lẽ là các bạn sẽ nhận thấy một điều đặc điểm ở đây khi mà mình đưa chiếc loa này ra. Và mình đang có cái loa cuối cùng, và là cái JBL Micro Wireless. Các bạn thấy là hai cái này khá là giống nhau, gần như là về thiết kế là không có sự khác biệt giữa hai cái loa này. Chúng ta đều có vị trí bên này, bên trái là tăng giảm âm lượng, có phím nguồn. Bên phải này chúng ta sẽ có một cái jack 3,5mm, chúng ta cắm một thiết bị tai nghe khác vào, có cổng sạc. Phía sau là dây cắm của nó. Nhưng mà chiếc Micro Wireless này, tại sao gọi là wireless, tức nghĩa là không dây? Thì bên này cái phím nguồn nó, các bạn để ý, có thêm biểu tượng Bluetooth. Thì với cái loa này chúng ta có thể kết nối với mọi thiết bị di động, từ iPad, các máy tính bảng Android, điện thoại di động cho đến iPhone. Chúng ta có thể kết nối qua Bluetooth bởi thiết bị này. Thì như bình thường, nếu mà các bạn chỉ cắm tai nghe, các bạn chỉ cần bấm một lần, sẽ có một đèn báo màu xanh trên này báo là loa đã được bật lên. Nhưng mà các bạn muốn kết nối Bluetooth thì các bạn cần phải làm nhiều hơn thế. Các bạn sẽ bấm giữ cái loa, bấm giữ phím nguồn cho đến khi là cái biểu tượng màu xanh nhấp nháy và chúng ta nghe thấy tiếng kêu. Lúc này thì Bluetooth chúng ta sẽ tìm và thông báo là kết nối với loa JBL. Và sau khi mình đã kết nối xong thông qua Bluetooth, mình sẽ vào chơi trên cái thiết bị iPhone của mình. Các bạn đã để ý trên iPhone nó sẽ có biểu tượng gọi là AirPlay. Các bạn sẽ lựa chọn là chơi thông qua cái loa ngoài của iPhone hoặc là JBL Micro Wireless. Thì cái này nó có nhiều màu hơn, màu đen, màu trắng, màu đỏ, xanh da trời và xanh lá cây. Nó có cùng công suất là 3W, giải tần của nó cũng là 20-150Hz và thời lượng pin là 5 giờ. Thì mình không chưa kiểm chứng rõ là nếu mà thời lượng pin nghe qua không dây thì nó sẽ tốn pin nhanh hơn là khoảng bao nhiêu giờ. Tuy nhiên là nếu mà cắm dây bình thường 3,5mm, chúng ta vẫn có thời lượng là 5 giờ. Và như vậy là cái thiết bị này là thiết bị cuối cùng với mức giá cao hơn là 1.450.000. Các bạn sẽ bỏ thêm 400.000 để sở hữu một thiết bị loa tương tự với cái này. Nhưng mà cũng có thêm một điều là các bạn có thể nghe không dây. Các bạn có thể mang vào nhà tắm vừa điều khiển bài hát. Vậy chiếc Xperia Z sau khi các bạn vào tắm có thể vừa xem phim này với âm thanh loa 3D sống động, nhưng mà lại điều khiển ví dụ chuyển phim vân vân, thì nó sẽ ngon hơn rất là nhiều. Và các bạn cảm thấy video ích, đừng quên like, share với bạn bè. Và sắp tới đi du lịch thì sắm một cái thiết bị loa không dây hoặc là có dây này để giải trí mọi người, mình nghĩ là sẽ cực kỳ là vui. Ngoài ra nếu mà nhu cầu các bạn là di động thì chúng ta sẽ sử dụng những cái loa bé. Nhưng mà nếu các bạn để tại gia thì sao? Vậy các bạn sẽ cần những cái loa công suất lớn hơn, cũng như là cái thiết kế sao cho phù hợp với cả máy tính bảng và những cái giá đỡ khác. Hôm sau mình sẽ có một cái video giới thiệu chi tiết về những cái bộ loa đấy sau. Các bạn cảm thấy video hữu ích, đừng quên like, share với bạn bè, subscribe kênh YouTube của chúng tôi. Và hẹn gặp lại các bạn các chương trình lần sau.